À, tất cả quý vị và các bạn, nhiều khi mà cứ nhắc đến Quân Đán Ninh Bình là lúc nào cũng thấy đá, thấy các công trình tâm linh nhiều quá. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu đến mọi người một cái không gian trưng bày một cái sản phẩm truyền thống rất là đặc biệt của quê hương Ninh Bình mình. Đó là một cái showroom của một người bạn thân của mình làm về lụa. Và cậu này là làm về lụa nhưng mà tất cả đều là các sản phẩm tự nhiên và được sản xuất rất là tự nhiên của một cái làng nghề truyền thống ở Ninh Bình. Và đây là cái không gian của bạn Vũ. Bạn Vũ này là chuyên về tơ tằm và ở đây có rất là nhiều những cái sản phẩm mà mình nghĩ là chị em phụ nữ rất là thích. Đó là các sản phẩm về váy áo này, về chăn ga rồi rất là nhiều thứ. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu cho mọi người biết rằng là để tạo ra một cái sản phẩm ví dụ như thế này, một chiếc áo tơ tằm như thế này thì nó sẽ trải qua những cái công đoạn như thế nào. Thì mình sẽ quay rất là kỹ để cho mọi người biết rằng là những cái sản phẩm đấy nó hay như thế nào. Thì trước mắt quý vị và các bạn là một cái nong tơ tằm. Thì như mọi người nhìn thấy đây là những cái con tằm này. Đấy, nhiều khi là chúng ta chỉ nhìn thấy những cái con tằm ở trên tivi và chúng ta chưa biết rằng là các cái công đoạn để làm ra những cái sản phẩm lụa nó cầu kỳ như thế nào. Thì đây là người ta đang nuôi tằm và những con tằm khi nó già đây. Tại vì hôm qua mình ngồi nói chuyện với Vũ thì Vũ cũng có phân tích là khi mà nó già thì bắt đầu nó nhả tơ. Đấy, nó sẽ nhả tơ như thế này. Và sau đó là người ta đến cái công đoạn là nó vào kén tằm. Và khi mà vào kén tằm rồi đấy, đây là những cái đây này. Đây mọi người nhìn kỹ đây nhá. Đây chính là những cái tơ này. Đấy, khi mà ở dạng tơ này xong là người ta sẽ kéo trong sợi. Đây là sợi này. Khi mà mọi người đã kéo sang sợi thì ở đây mọi người nhìn thấy có hai màu vàng và màu trắng. Thì có rất là nhiều bạn hỏi là cái này là do nhuộm mà, nhưng mà không phải đâu. Cái này là màu tự nhiên của nó ấy, nó có hai màu. Và khi mà đã sang sợi này thì đây các bác đang kéo này. Các bác kéo xong là đến cái công đoạn dệt. À đây, ông chủ đây rồi. Vũ ơi, dạ, anh đang giới thiệu cho mọi người xem về cái sản phẩm lụa tơ tằm của em ấy. Thì anh thấy hay quá. Thì đây nó là cái máy dệt à? Đúng rồi, đây là cái máy dệt thủ công. Máy dệt thủ công. Dạ. Vậy thì cứ mỗi một lần là đi qua là cái con thoi kia nó chạy qua chạy lại. Đúng rồi. Cái con đây em ơi, dạ. em quay vào đây này. Đây này. Để tạo lên được một cái tấm vải nha mọi người nhìn nhá, thì nó phải trải qua rất là nhiều công đoạn và cứ mỗi một lần cái người nghệ nhân làm ấy thì là nó chỉ được có một cái sợi như này đi ngang. Thế nên là để có một cái tấm vải nó rất là lâu. À đây, ông Vũ ông thực hành luôn. Đấy. Mọi người nhìn thấy không? Rất là kỳ công. Hay đấy. Và có một cái điều tuyệt vời nữa là tất cả cái sản phẩm này nó làm tự nhiên, không nhuộm, không hóa chất. Thế nên là đối với người dùng nó rất là an toàn. Và khi mà mình mặc ở trên người một cái sản phẩm lụa này ấy, thì mình cảm giác có một cái điều mình thấy thích ở đây ấy, đó là nó tự nhiên và mình cảm thấy một cái gì đó tự hào dân tộc. Tại vì những cái sản phẩm này nó mang màu sắc quê hương và dùng một cái từ là mình cảm giác nó xịn kiểu gì ấy. Trước mắt đây mọi người nhìn thấy là đây là một chị nghệ nhân, chị đang khâu tay. Thì trên một cái, mọi người hình dung như này, trên một cái tấm lụa tự nhiên và được có những cái sản phẩm hoa văn khâu tay như thế này thì nó rất là ý nghĩa và giá trị. Chứ nó không giống như cái sản phẩm mà sản xuất theo cái kiểu là hàng loạt, tức là người ta khâu bằng máy ấy, thì nhìn nó không đẹp và nhìn nó không tinh tế. Thế nên là ở cái showroom của bạn Vũ này thì mình thấy là có rất là nhiều điều tuyệt vời. Và mình muốn là nếu mà quý vị và các bạn có nhu cầu sử dụng những cái sản phẩm về tơ tằm tự nhiên này thì có thể là đến tham quan showroom của bạn Vũ ở trên nằm trên cái cao tốc Cao Bồ Hà Nội và cái trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm. Trong đây có một cái không gian trưng bày rất là rộng lớn với rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau. Thì hy vọng rằng có một dịp nào đó mọi người sẽ qua và tham quan những cái sản phẩm ở đây. Rất là giá trị. Đẹp lắm. Đây những cái khăn này. Này. Anh thấy cũng rẻ ấy nhỉ? Rẻ lắm. Đây này. Một cái như thế này có hơn 100.000. Ừ, đây là nhiều sản phẩm đẹp đấy chứ. Rất là hợp lý. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn nhé.